Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, trong cuộc đời mỗi con người ai cũng phải trải qua thời gian học tập, ra trường, đi làm, thay đổi nơi công tác, lẫn lộn biết bao kỷ niệm vui buồn. Trong cuộc đời làm nghề dạy học, biết bao tiết dạy đã để lại những ấn tượng không thể nào quên trong lòng mỗi học sinh. Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn vốn là những đạo lý tốt đẹp trong truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trân trọng quá khứ, trân trọng lớp người đi trước là yếu tố quan trọng để tạo lập những giá trị bền vững cho tương lai. Từ những ý nghĩa sâu xa đó, được sự chỉ đạo của lãnh đạo sở, hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 2023, nhà trường và công đoàn trường Trung học phổ thông Vị Thanh long trọng tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm và điều động viên chức, và cũng là sự tri ân đối với thầy Trịnh Anh Việt, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Thầy đã cống hiến trên 6 năm cho sự nghiệp xây dựng và trưởng thành của mái trường Trung học phổ thông Vị Thanh thân yêu. Thêm vào đó, nhiều giáo viên trẻ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm nên công tác dạy và học không tránh khỏi những tồn tại. Thế nhưng, được sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, với sự hỗ trợ đắc lực của chính quyền địa phương, sự quan tâm của ngành và sự nỗ lực cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các đồng chí cán bộ quản lý nhà trường, tháng 12 năm 2022, trường Trung học phổ thông Vị Thanh được đón nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2023-2028. Về chất lượng, hàng năm, chất lượng hai mặt giáo dục của nhà trường ngày một tăng lên, chất lượng học sinh giỏi tăng lên rõ rệt, danh hiệu thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng tăng lên đáng kể. Thành quả mà nhà trường đạt được hôm nay là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ban ngành đoàn thể, sự quan tâm của các bậc phụ huynh, sự đồng cam cộng khổ của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, là sự kế thừa của các đời hiệu trưởng. Thầy Trịnh Anh Việt đã có trên 20 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người. Trên 20 năm đó, trên nhiều cương vị khác nhau, giáo viên, bí thư đoàn thanh niên, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng, dù ở cương vị nào đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là giáo viên, đồng chí rất tâm huyết với nghề, năng lực chuyên môn vững vàng, được học sinh kính trọng. Là bí thư đoàn thanh niên, đồng chí luôn quan tâm đến hoàn cảnh và quyền lợi của đoàn viên học sinh. Là hiệu trưởng, đồng chí thể hiện rõ năng lực của mình trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Với 6 năm làm công tác lãnh đạo tại trường, 6 năm không phải là dài, nhưng cũng đủ để lại trong lòng mỗi chúng ta những kỷ niệm, dẫu không lớn lao nhưng cũng đáng ghi nhớ vô cùng. Đó là kỷ niệm của đồng nghiệp với đồng nghiệp, kỷ niệm của một người đi trước với lớp đàn em đi sau, kỷ niệm của một người bạn, kỷ niệm của một lãnh đạo với nhân viên. 6 năm ấy cũng trải qua nhiều gian khó. Hãy quay ngược một chút về quá khứ. Năm học 2017-2018, thầy Trịnh Anh Việt được luân chuyển từ chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về làm hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Trong thời gian này, nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, cơ sở vật chất phục vụ dạy học thiếu, xuống cấp nghiêm trọng, đội ngũ biến động lớn. Nhưng hiện nay thì mọi thứ đã khang trang, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của thầy Trịnh Anh Việt. Trong công tác trồng người là vậy, và trong cuộc sống đời thường, đồng chí Việt cũng như là một người em, người anh luôn thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của anh, chị em trong trường. Còn đối với gia đình, anh luôn là người gương mẫu, là người chồng hiền, người cha nuôi dạy con thành đạt. Với 6 năm làm lãnh đạo tại ngôi trường này, với sự đóng góp của mình cho giáo dục nhà trường và địa phương, đồng chí Trịnh Anh Việt đã được các cấp ghi nhận công lao của đồng chí cho đơn vị qua việc trao nhiều danh hiệu cho trường, trường chuẩn quốc gia, nhận cờ thi đua hạng nhất tỉnh và đề nghị cờ thi đua toàn quốc. Nay đồng chí được luân chuyển công tác về đơn vị mới, dù biết đó là thuận theo lẽ tự nhiên. Vậy nhưng đến lúc phải chia tay, chúng ta ai cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động, không muốn rời xa dù biết đó là điều không thể. Toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường, chúng tôi xin được tri ân những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Chia tay với đồng chí Trịnh Anh Việt,
chúng tôi những người tiếp nối sự nghiệp mà Đảng và Nhà nước giao phó, không thể nói hết được tình cảm của mình mà chỉ mong muốn rằng đồng chí mãi là đồng nghiệp, đồng chí của trường Trung học Phổ thông Vị Thanh thân yêu. Chúng tôi, những người ở lại sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những thành tích của nhà trường. Chúng tôi mong rằng, dù ở nơi đâu, đồng chí vẫn luôn mang theo hình ảnh mái trường này. Hình ảnh những người bạn đồng nghiệp đã cùng chia ngọt sẻ bùi, hình ảnh những cô cậu học trò trường Trung học Phổ thông Vị Thanh thông minh, nhưng cũng tinh nghịch và vụng dại. Xin chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trên mọi cương vị công tác cũng như trong cuộc sống. Và khi có dịp, mời thầy trở lại thăm trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Nơi đây vẫn là gia đình chung của chúng ta. Chúng tôi luôn đón đợi. Sau đây là video mà tôi ghi nhận được tại buổi lễ công bố quyết định điều động thầy Trịnh Anh Việt về công tác tại đơn vị mới. Xin mời mọi người cùng theo dõi.
Nguyễn Hoàng Thiên Hằng, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang lên giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Duy Ngọc xin kính mời. Chuyên môn của mình đó và phối hợp để hỗ trợ cho công tác chỉ đạo
Tiếp theo đây xin trân trọng giới thiệu ông Lê Duy Ngọc, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tân Thanh, có lời là phát biểu và xin ghi nhận ý kiến đóng góp của giám đốc. Thưa cô Nguyễn Bạch Thúy Hằng, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, giám đốc sở giáo dục đào tạo Hậu Giang, thưa chị Lê Hồng Đào, chủ tịch tổ chức cán bộ sở giáo dục đào tạo Hậu Giang, kính thưa cô Phạm Thị Mỹ Linh, phó trưởng phòng giáo dục trung học sở giáo dục đào tạo Hậu Giang, kính thưa quý thầy cô Phan Thị Hiệu, kính thưa anh Trần Văn Việt, viên hiệu trưởng trường trung học Bình Thanh, kính thưa tất cả quý thầy cô trường phòng giáo dục Bình Thanh, kính thưa tất cả các chị em thì do thời gian cũng có hạn, chúng ta em cũng xin nói hơi nhiều một tí, nhưng mà do thời gian có hạn cho nên nhân buổi đã quyết định triển khai điều động hôm nay thì lần đầu tiên thì em cũng chân thành cảm ơn và cũng như thay mặt anh em trường trung học phổ thông Bình Thanh xin nghiêm túc lắng nghe sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc cũng như sự phân công nhiệm vụ của đồng chí giám đốc đối với trường trung học phổ thông Bình Thanh trong thời gian sắp tới để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà lãnh đạo ủy ban tỉnh, lãnh đạo thành phố và đặc biệt là lãnh đạo ngành giáo dục đã giao cho trường trung học phổ thông Bình Thanh để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong thời gian sắp tới về công tác kiểm tốt và học tốt. Và thứ hai thì thật mà nói thì hôm nay là lần thứ năm em nhận quyết định phân công từ lãnh đạo sở giáo dục đào tạo, thì tất cả các quý thầy cô ngồi đây cũng như em, mỗi khi chúng ta nhận một cái quyết định phân công lãnh đạo thì nó thật lòng là nó cũng có đan xen của cái cảm xúc nó khác nhau, vui mừng đó, cho lắm đó. Và xin nói thật là cái lần đầu tiên em nhận quyết định năm 2010 thì lúc đó cô Hương và em hai thì nó cũng có cảm xúc tương tự như thế này. Và lần thứ hai là hôm nay là 2014 thì em còn tư xuống triển khai giao cho phân công nhiệm vụ quyền hiệu trưởng tháng 10 năm 2015 là quyết định thứ ba của thầy Lê Hồng Tươi phân công làm hiệu trưởng trường trung học phổ thông Bình Thủy. Và tháng 11 năm 2020 thì cô Nguyễn Bạch Thúy Hằng theo quyết định thứ tư, một nhìn lại là hôm nay là nhận quyết định thứ năm, quyết định của cô ký ngày 3 tháng 2 năm 2023. Thì nói thật là mỗi lần là một cảm xúc, tuy nhiên thì nói thật vui mừng thì có. Thì ở đây vui mừng không phải là được làm hiệu trưởng hay phó hiệu trưởng hay là một trường lớn thì nhỏ, mà cái sự vui mừng của tâm trạng chung của các bộ giáo viên của em là sự cố gắng của mình trong thời gian qua, thứ nhất được lãnh đạo ghi nhận tin tưởng có công nhiệm vụ, đó là cái vui mừng lớn nhất. Cái vui mừng hôm nay đối với trường trung học phổ thông Bình Thanh thì đây là mái trường mà ngày xưa khi em học thì lần đầu tiên em về đây thực tập năm 2001, cho nên đây cũng là mái trường tôi thật là cũng rất gần gũi. Và đặc biệt ở đây có mái trường thầy nhiều, có nhiều thầy cô là một thầy cô của em trong những chuyện gì, ví dụ như lô ở Bình Thọ, thầy mà những anh em khác là cả năm như là anh Huy, rồi anh Công Nhân, rồi đồng nghiệp của em tập trung một thời, ví dụ như anh Tâm, vân vân, và mấy thầy cô là bạn của em, tức là sinh viên của thầy Công Nhân, và cũng có một vài thầy cô nào dọn hết, cho nên đó là một điều mà em phải nói là cũng vui mừng như hôm nay. Thời gian có hạn cũng xin chia sẻ cái nội dung này, nhưng mà thật ra cảm xúc lo lắng thì nó nhiều hơn này, nhưng mà thật ra cảm xúc lo lắng thì nó nhiều hơn khi về một cái đơn vị mới, mặc dù biết đây là cái nhiệm vụ mình đã làm, tuy nhiên thì mỗi một cái đơn vị mới, một hoàn cảnh mới thì nó có một cái đặc thù mới, và em cũng luôn suy nghĩ chúng ta phải cố gắng làm gì và làm gì để cho hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà lãnh đạo đã phân công. Thì do thời gian của hàng cũng xin thầy và cái cuối lời cũng xin một lần nữa chân thành cảm ơn đến lãnh đạo và đồng chí đào nha. Trong suốt cái quá trình công tác của em lúc nào cũng luôn luôn được sự hướng dẫn chỉ đạo của tập đoàn tỉnh
từ phía lãnh đạo sẽ đi vào làm tốt mặc dù trong 12 năm quản lý vừa qua là 10 năm đã dài. Thì trong thời gian sắp tới cũng rất mong đồng chí lãnh đạo tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo. Và cái thứ hai cũng có thật là khi em về đơn vị tới thì cũng có nhiều cái mở rộng khó khăn chưa hiểu, thì cũng rất mong các đồng chí trong ban giám hiệu này, quý thầy cô, trước giờ chúng ta ủng hộ ăn miệng như thế nào thì cũng xin ủng hộ em như thế ấy. Và em xin hứa với tất cả quý thầy cô và các đồng chí trong ban giám hiệu, chúng ta sẽ cùng ăn cùng ở cùng làm để cùng thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà trọng trách lãnh đạo đã giao. Thì có lẽ là do tập trung cho một số ý như này, cứ làm xin chúc sức khỏe lãnh đạo xin được đạo danh, chúc sức khỏe các đồng chí trong ban giám hiệu và quý thầy cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, và chúng ta cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học 2022-2023. Là với sự nỗ lực của thầy cô, là các em học sinh lớp 12
về mặt tình cảm và tinh thần thì nó lại khác. Tôi rất mong là chúng ta mặc dù không cùng công tác cùng một đơn vị, nhưng mà những tình cảm tốt đẹp nhất của thầy cô, của các đồng chí đại diện cho tôi tiếp tục, tôi muốn luôn giữ và muốn tiếp tục được đón nhận trong thời gian sắp tới. Tôi rất mong tập thể của mình tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ để giúp cho thầy Ngọc người mới chuyển về cùng với tất cả các thầy cô hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ và chức trách của chúng ta. Xin cảm ơn và ghi nhận tất cả những đóng góp của thầy cô và tình cảm đã dành cho tôi trong thời gian vừa qua. Xin trân trọng kính chào. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.